Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 bộ sách Friends Plus trên trang web olm.vn Unit 2 Days Speaking Trong tiết học nói ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng luyện tập cách nói về đưa ra kế hoạch và đề xuất. Making plans and suggestions trước tiên chúng mình cùng đến với tình huống sau đây sắp tới trường con có tổ chức một ngày đặc biệt và đây là một số hoạt động trong chương trình ngày hôm đó đầu tiên chúng ta sẽ có vũ trường đó là nơi tổ chức các buổi nhạc sôi động Disco. tiếp theo chúng ta có buổi hòa nhạc Concert. và cuộc thi nhảy Dance competition. và cuối cùng đó là các lớp học nấu ăn Cooking class. Vậy các con có hứng thú hay quan tâm tới hoạt động nào trong chương trình này hay không? Rất tốt! Ngay bây giờ chúng mình cùng nghe và hoàn thành đoạn hội thoại của hai bạn học sinh sau đây về các hoạt động mà các bạn sẽ quyết định tham gia trong một ngày đặc biệt ở trường nhé. Hi! It's International Day at the school on Saturday. Oh yes. What's on? A lot of things. Look. <clears> hmm. <throat> what do you want to do? Well, I'm not really interested in the cooking class. No? I like the sound of the concert in the afternoon. Right, and what about the disco? Yes, okay. Let's go to the dance competition and the concert. Then we can go to the disco in the evening. Okay. Great. Chúng mình cùng quan sát đáp án như sau. Qua đoạn hội thoại vừa rồi, chúng ta có thể rút ra được các cụm từ quan trọng khi đưa ra kế hoạch và đề xuất như sau. Đầu tiên, con có thể sử dụng cấu trúc What's on? để hỏi xem ngày hôm đó có chương trình hay sự kiện gì diễn ra. Sau đó con có thể hỏi bạn của mình muốn làm gì hay xem gì với cấu trúc What do you want to do, see? để thể hiện việc không hứng thú với thứ gì, còn hãy áp dụng cấu trúc I'm not really interested in the... Ngược lại, ta có cấu trúc I like the sound of the... Thể hiện việc còn thích âm thanh của thứ gì. Nếu muốn đưa ra đề xuất, còn hãy áp dụng cấu trúc What about the... Còn cái này thì sao? Và cuối cùng là cấu trúc Let's go to the... Hãy đi đến nơi nào đó. Để luyện tập các cấu trúc này. Các con hãy sắp xếp lại các câu sau đây, tạo thành một đoạn hội thoại ngắn. Rất tốt, chúng mình cùng quan sát đáp án. It's family fun day at the school on Saturday. What do you want to do? I like the family sports and face painting. Right, And what about the costume competition? Okay. Let's go to the costume competition and the mini zoo. Then we can watch fireworks in the evening. Và hoạt động cuối cùng của bài học ngày hôm nay, các con hãy tưởng tượng rằng mình đang đi xem phim cùng bạn. Các con hãy nhìn vào lịch chiếu phim sau đây và hãy chuẩn bị một đoạn hội thoại mới sử dụng các mẫu câu chúng ta vừa học và luyện tập với bạn của mình nhé. Bài học của chúng ta đến hôm nay là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên olm.vn.